Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ của em Hưng là 389 quốc lộ 13, Bình Phước, thành phố Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389 nha. Bên Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng xe nước xe đã qua sử dụng và có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe. Thì cam kết là xe không cứng đụng nè, không nhập nước, máy số nguyên zin, pháp lý sang tên rõ ràng và không bị phạt nguội nha. Hiện tại thì bên em Hưng đang cần thu mua rất là nhiều các dòng xe. Anh chị em nào có nhu cầu cần đổi xe, bán xe liên hệ trực tiếp cho em Hưng sẽ báo giá định giá cho anh chị em. Cũng như đó là bên hôn bán xe thì cũng có chế độ bảo hành động cơ hộp số cho anh chị em mua xe có thể là trải nghiệm mình yên tâm hơn nha. Thì hôm nay em Hưng xin làm clip này để báo giá và cập nhật những mẫu xe mới về cho anh chị em. Thì hiện tại em Hưng đang đứng bên xưởng của gara siêu thị ô tô Hà Nội anh chị. Mấy lần em Hưng quay bên kia nhưng mà hôm nay Hưng sẽ quay cho anh chị là bên đây để cập nhật những mẫu xe đang mới về tại siêu thị nha, để tham quan luôn cái gara của bên em Hưng. Ok, thì đây là nó cũng hôm gara thì đối diện bên siêu thị anh chị ha. Đấy, bên đây là Suzuki ngôi sao nè, có phục vụ bún cá rô đồng anh chị ha. Đấy, anh chị em nào có ghé qua thì ghé ngang qua xem xe hoặc là trải nghiệm ẩm thực cũng được nha. Thì bên đây em Hưng đang có một chiếc xe đang dọn, anh chị tranh thủ dọn giao xe luôn nha. Chiếc này thì em Hưng cũng chưa có quay clip anh chị, mới có đăng hình thôi, là một chiếc xe Kia Sorena máy xăng đời 2018 vậy ha. Thì hôm qua khách đến đã full tiền rồi, giờ hôm nay là giao xe ha, thì cũng tranh thủ là dọn nhanh nhất có thể, là chiều nay 6 giờ là khách lấy xe anh chị. Đấy, dỡ hết cả các cái ghế lên nha anh chị, vệ sinh spa thế này, hút gọi là toàn bộ gọi là gầm bệ ha, dọn xe rồi sẽ đánh bóng lại toàn bộ xe, dọn toàn bộ khoang máy nội thất ha, gầm bệ luôn. Đấy, đó là quy trình ha, mình bàn giao chiếc xe đến khách hàng, xe cũ người mới ta vậy ha, cũ người mới ta. Phải là khi anh chị về chỉ có là đi thôi ha, họ hàng bạn bè đến xem xe, còn có nhiều khi là đang có chiếc xe mới về được, chiếc xe Kia Mazda CX-8 phiên bản là luxury đời 2021 nha anh chị. Xe chạy được 4 vạn km chuẩn nha, màu xanh carbon size rất là đẹp nha. Chiếc này là một chủ từ đầu luôn anh chị em, một chủ từ đầu nha, rất là mới. Đấy, rất là mới nha. Chiếc xe này em Hưng cũng đã lên clip rồi, thì đang cũng đang chờ dọn dẹp tí này để sơn tút ha, biết có sơn tút gì không. Đấy, đây có phía sau nè, đèn xả bát ha, chờ bát lại chắc là có sức dâm. Đấy, rất là mới anh chị. Đấy, mới về thì màu xanh carbon size nha, chạy 4 vạn km thôi. Chiếc xe này vài bữa đó là lên showroom là lung lanh luôn. Đấy, rồi thì chiếc này thì bên em Hưng đang chào bán với giá là 815 triệu em người. Mazda CX-8 phiên bản Luxury đời 2021 nha, đời cao luôn. Đấy, giá là 815 triệu nha, hỗ trợ trả góp. Anh chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 350 tới 400 triệu là nhận được xe nha. Đấy, còn chiếc xe Ford Everest phiên bản là Titanium đời 2020, đúng rồi. Bản một cầu nha anh chị, màu trắng này rất là đẹp nha. Đây, đấy, màu trắng rất là đẹp luôn, nội thất này, đấy, như mới nè. Con này thì chạy bao nhiêu ngàn em quên mất rồi nha. Thì xem nha anh chị, con này thì động cơ là 2.0 turbo một cầu nha anh chị, chạy rất là ngon luôn. Con này là nó có hộp số tự động là 10 cấp nha, và có chống ồn tự động anh chị. Nó hơn option, nó hơn cái bản form mới tí ha, nhưng mà cái độ hầm hố thì nó không bằng cái form mới. Đấy, odo là 63.000 km nha anh chị. Giá thì bạn đang chào bán chỉ hơn 900 tí thôi. Con này đang chào bán giá là 915 triệu nha, 915 triệu. Đấy, rồi anh chị em thì đúng đôi trước khoảng 350-400 triệu là có thể nhận được xe nha. Tiếp theo là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản màu xanh, màu xanh anh chị em, bản máy xăng ha, máy xăng cao cấp đời 2020-21 anh chị. Đấy, nội thất này như mới luôn anh chị. Con này em Hưng cũng lên clip ngắn rồi ha, con xíu đây mình cũng sơn gầm lại cho nó mới ha, của người mới ta mà. Đấy, con này thì đang chào bán với giá là 995 triệu nha mọi người, 995 triệu, và còn có hỗ trợ trả góp thì anh chị em cũng đôi trước đâu đó tầm khoảng 350-400 triệu là nhận xe nha. Tiếp theo có chiếc Camry 2.0Q anh chị, đời 2022 nha, chạy được 12.000 cây thôi,
Đây vào đây xe rất là mới nha, màu trắng một chai anh chị, chắc là có chạy xước tí cảnh sau này đấy, thì cũng xử lý thôi cho đẹp. Đúng rồi, có xíu thôi anh chị, không thấy luôn đấy, rất là mới nha. Con này chạy 12.000 cây thôi, 2.0 Q đời 2022 nha, là nó có gói an toàn chủ động nè, Light GPL nha anh chị. Đấy, mâm vỏ như mới luôn, rất là đẹp nha, màu trắng ở hớt đen. Và con này thì đang chào bán giá rất là tốt nha anh chị, sản xuất đời 2023 luôn, giá là 1.145.000.000 nha, 1.145.000.000. Vài bữa nó lùm lên em hơn sẽ quay clip lại cho chị em nha. Ok, ok, và đây là gara bên em hơn nha mọi người. Ok, gara bên em hơn nha mọi người. Thì đang có rất là nhiều xe, và đặc biệt là có một chiếc xe rất là mới nha chị, mới đúng nghĩa là mới luôn. Đây, hôm nay bên em Hưng là về được một chiếc xe Volvo SC90 nha, mới 100% luôn nha anh chị, mới 100% luôn, đời Vin 2023, đang có một mức giá cực kỳ, gọi là cực kỳ rẻ, gì rẻ hơn cả những xe cũ luôn, xe lướt luôn nha. Mà con này là sức hóa đơn đủ luôn, anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ cho em Hưng liền nha, chiều nay Hưng quay luôn, bây giờ quay luôn cho anh chị. Đây, SC90 đời 2023 nha anh chị, mới 100% nha. Đấy, màu trắng mà nội thất là nâu da bò nữa mọi người. Đấy, chưa lăn bánh, chưa đăng ký gì nha. Con này là anh chị em là mua là chủ sở hữu đầu tiên, và anh chị em nếu có nhu cầu xuất hóa đơn là xuất hóa đơn đủ nha, đủ 100% cho mọi người luôn. Giá niêm yết của hãng là 2.320.000.000 nha. Nhưng mà bây giờ bán cái con xe này á là bao cho anh chị luôn là giá niêm yết, giá niêm yết là ra tên luôn nha, là mới 100% luôn đó, tặng 100% thuế trước bạ, nghe chưa, rất là mới mọi người. SC90 nha, một dòng phân khúc sedan cao cấp của Volvo. Tầm tiền này thì anh chị em là nếu mà mua xe lướt thì có thể là chiếc ES250 đời tầm 2022 thôi. Nhưng mà nay anh chị em có thể sở hữu luôn là một chiếc Volvo SC90 cao cấp nha. Đấy, nâu da bò rất là đẹp nha, mới 100% nha mọi người. Dòng này là dòng xe là an toàn nhất thế giới nè, có những cái option an toàn chủ động cực kỳ nhạy luôn, camera 360, và đặc biệt là dòng này chạy rất là bền nha. Đây, rất là mới nha mọi người. Và anh chị em nào mà mua chiếc xe này thì sẽ có nhân viên tại hãng Volvo đến hỗ trợ về hướng dẫn sử dụng nè, cũng như chính sách bảo hành nha, chính hãng hết toàn bộ nha anh chị mọi người. Đấy, thì đây là chỗ quen biết, thành ra là cũng để cho bên em Hưng một chiếc xe Volvo, nhất là trưng bày cho đẹp showroom ha. Và thứ hai là cũng hỗ trợ anh chị em là bên cùng ngành nghề mình, lần đầu tiên mà mình trưng chiếc xe mới luôn. Đấy, mới 100% luôn anh chị em. Đấy, và mức giá thì đặc biệt ha, thì rất là ổn áp luôn. Đấy, giá niêm yết của nó là 2.320.000.000 nha, chưa bao gồm lăn bánh nha. Và nay thì tặng cho anh chị em là 100% thuế trước bạ luôn. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì cứ ghé qua bên quốc lộ 13 ha. Còn nếu showroom chính thì ở quận 7 hơi xa, thì cứ ghé quốc lộ 13 em hơn xe chiếc này. Ok, mời sẽ hỗ trợ cho anh chị em nha. Chiếc này nó là sedan nhưng mà dẫn động là AVKD nha. Đấy, ok. Rồi, nhắc lại giá chào bán là 2.320.000.000 nha, giá niêm yết và chương trình khuyến mãi nha. Đấy, anh chị em nào quan tâm cứ liên hệ mình sẽ tư vấn thêm cho anh chị em, cũng như là xe hỗ trợ trả góp qua băng nha, đúng như xe mới luôn là 80% nha, đến 85% luôn, trả góp thời gian là 7-8 năm nha mọi người. Ok, tiếp theo em Hưng là giới thiệu những xe vàng, xe lướt bên em Hưng nha mọi người. Đây, dàn đầu này là xe, những chiếc sedan. Đây, chiếc Hyundai Elantra đời 2020 phiên bản là 1.6 turbo, rất là
rất là mạnh nha anh chị. Con này là công suất của nó là 204 ngựa nha, mạnh hơn là Honda Civic luôn, nhưng mà mức giá lại rất là mềm. Bên cạnh đó chúng ta được trang bị là rất là nhiều option, ví dụ như là bộ đèn chiếu sáng bi LED anh chị, bi bóng LED này nó sẽ giúp anh chị em là có cái tầm nhìn nó rất là thoáng nha, và nó sáng hơn nè. Cũng như là chúng ta sẽ có một cái bộ la răng hợp kim nhôm phay 5 cánh anh chị liên tưởng đến là la răng của AMG anh chị, 5 cánh rồi, rất là đẹp nha. Đấy, màu trắng này. Sẽ có cửa sổ trời ha, và đặc biệt là nội thất anh chị rất là hấp dẫn nha. Đấy, nội thất của nó này là nội thất da zin nguyên bản theo xe. Chúng ta sẽ có là ngã lưng nè, bơm lưng nữa nha, nâng hạ ghế bằng điện hết. Và ghế sẽ được phối chỉ đỏ gì ha, có chữ Sport trên đây này. Đấy, vô lăng là thiết kế dạng là đê cúp ha, cắt ở dưới này. Và chúng ta sẽ có là sấy ghế nè, có chế độ chạy remote nha. Đây, chế độ chạy remote nè, là cần số gì ha, sừng xù gia cốc là còn nguyên zin hết này. Có màn hình, có cảnh báo dẫn đường, có cảnh báo tốc độ ha. Đây, ô tô là 61.000 km nè mọi người, trường thì nỉ zin nguyên bản, nỉ đen luôn. Đấy, hàng ghế sau của Elantra thì ngồi rất là rộng rãi và thoáng vậy ha. Chúng ta nhìn từ xa chúng ta thấy này, đấy, cái độ ngã của ghế rất là thoải mái nha, và chỗ để chân rất là rộng rãi luôn, có cửa gió sau. Rồi, phía này bên em Hưng thì đang chào giá cho anh chị em chỉ gọi có là 565 triệu nha, đời 2020 luôn. Thời điểm chiếc xe này lăn bánh đâu đó là khoảng là 860 triệu anh chị ha, 860 triệu thì rẻ hơn Civic tí. Bây giờ là chỉ còn ở 565 triệu thôi, rất là mềm nha mọi người. Hyundai Elantra 1.6 turbo ha, bản cao cấp nhất. Rồi, xe thì hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, anh chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 250 triệu thôi, nhìn được xe nha. Ok, thế thì em Hưng cũng có một chiếc xe nữa là Kia K3 phiên bản Premium 1.6 số tự động nha. Chạy mới có 18.000 km thôi anh chị. Đây là bản cao cấp luôn. Thì bản cao cấp sẽ được trang bị là có đèn là đèn full LED nè, có cảm biến trước nha. Elantra có cảm biến trước nha mọi người. Đấy, bản full là sẽ có 4 cảm biến trước nè. Giống như là Kia K3 bản Premium cũng có 4 cảm biến trước nha. Và đèn full LED nè, chúng ta có một cái la răng đa năng rất là đẹp anh chị ha. La răng 17 inch, vỏ đang sử dụng là vỏ zin nguyên bản theo xe. Nội thất của phiên bản này là nội thất da hai màu đỏ đen anh chị ha. Đấy, chúng ta hình như thấy nội thất này giống như là của Cerato 2.0 vậy anh chị. Thì ở phiên bản là K3 1.6 Premium cũng được trang bị nội thất này luôn, nhưng mà sẽ được nâng cấp thêm option nhiều hơn ha. Chúng ta vẫn có cửa sổ trời nè, và sẽ được nâng cấp thêm là nhớ vị trí ghế lái so với lại Cerato ha. Và chúng ta sẽ có thêm là lẫy số thể thao nha mọi người, lẫy số thể thao. Ô tô thì mới có 18.000 km thôi. Ok, có làm mát ghế, có làm có sấy ghế, có làm mát ghế nha. Vô lăng sừng sùi gia cốc là còn nguyên zin hết. Xe thì con này đúng là xe lướt luôn anh chị nha, xe lướt luôn, chuẩn lướt luôn nha. Chiếc xe này thì bên em Hưng mới giảm giá là 30 triệu anh chị ha, 595 triệu hiện giờ đang để cho anh chị mức giá gọi là rất là tốt nha, 565 triệu nha. Còn để lọc cho anh chị em nào thiện chí xem xe thực tế luôn, 565 triệu nha. Giá này anh chị em cứ tham khảo trên thị trường, bảo đảm anh chị em là sẽ không có kiếm chiếc xe nào mà lướt mà đi ít km như vậy luôn. Bao cho anh chị em keo chỉ zin hết nha. Đấy. Rồi, xin nhắc lại là 565 triệu Kia K3 bản cao cấp đời 2022, chạy lướt mới có 18.000 km nha. Đưa trước đâu đó tầm khoảng là 250 triệu là cũng lấy xe. Tiếp theo là một chiếc xe là Toyota Camry đời 2020 anh chị, 2.5Q màu đen mà nội thất màu kem nha, rất là hiếm luôn. Xe biển Tây Ninh nè, con này là bản full option ha, 2.5Q bản cao nhất rồi, có la răng đa năng, đèn full LED, cửa sổ trời ha. Nội thất màu kem cực kỳ là hiếm luôn vậy. Đấy, rất là đẹp nha, xe chạy mới có 35.000 km thôi, rất là mới nha. Đấy, loa JBL, hàng ghế sau có điều chỉnh bệ điều chỉnh chức năng ha, rèm cửa điện,
Rồi, nói chung là dòng này thì nó quá là gần gũi rồi, Toyota quá gần gũi. 2.5Q đời 2020 màu đen là thức kem, chạy 35.000 km thôi anh chị, rất là mới nha. Rồi giá chào bán hiện tại của mẫu xe này chỉ có là 900, à mới giảm 15 triệu nha anh chị. Từ 965 triệu còn là 950 triệu nha. Anh chị em cũng đưa trước đâu đó tầm khoảng là 400 triệu là nhận được xe nha mọi người. Ok. Tiếp theo là em còn có chiếc xe là Mini Cooper. Mini Cooper phiên bản là 3 door, bản 3 cửa. Đời 2021 nha. Màu xanh đen, nội thất là màu nâu anh chị, và con này là phiên bản là bản 2. Anh chị em nào mà có nghiên cứu dòng này nha thì con này nó có 4 phiên bản. Thì phiên bản của chúng ta là phiên bản 2, là phiên bản là gần như là cao nhất, là phiên bản đầy đủ đồ chơi. Chúng ta sẽ có la răng 17 inch, có loa hạt men ca đông ha. Đấy. Cổ đi kèm là nội thất màu nâu da bò. Giá nó sẽ cao hơn tí so với nội thất màu đen ha. Đấy. Đây. Ok. Có loa hạt men ca đông này. Rồi. Chiếc này thì lăn bánh này sẽ rơi vào tầm khoảng là 2 tỷ 400 triệu nha mọi người. 2 tỷ 400 triệu. Tính ra là nó gần bằng chiếc Volvo XC90 nãy luôn anh chị. Mà chiếc này thì quá là nhỏ nhắn ha. Bây giờ giá hiện tại anh chị đang chào bán với anh chị đời 2021 giá chỉ còn là 1 tỷ 580 triệu nha. 1 tỷ 580 triệu nha mọi người. Rất là rẻ luôn. Ghê thật. Ok, rồi anh chị em nào thích dòng Mini Cooper tham khảo với xe của em hơn nha. Bao chết tới thoải mái luôn. Tiếp theo nữa là bên em hơn đang có chiếc xe là Toyota Altis phiên bản 1.8V sản xuất đời 2022 và mới chạy được 31.000 km thôi anh chị, màu trắng rất là mới nha. Đấy. Con này là bản giữa sẽ trang bị là có gói an toàn chủ động nha, có đèn pha, đèn led, la răng quay, nội thất đen nguyên bản zin theo xe. Nhớ những chi tiết nha, da đồ rất là mới nha. Đây có gói an toàn chủ động nè, cảnh báo lật làn nha mọi người. Rồi thì chiếc này thì bên em hơn cũng đang giảm giá để kích cầu ha. Gọi đây là chạy doanh số đó mọi người. Thì lợi nhuận thì coi như là con này là gần như trừ cái chi phí ra coi như quầy vốn á, 710 triệu bây giờ chỉ còn là 685 triệu nha, giảm giá cho anh chị là 25 triệu. Bây giờ thì 685 triệu anh chị em chỉ cần đưa trước đâu đó tầm khoảng là 300 triệu là lấy được xe nha. Anh chị em có thể tham khảo giá xe luôn. Ok. Cứ bấm Toyota Altis 1.8 phiên bản V sản xuất đời 2022 là sẽ có giá nha, đặc biệt màu trắng giá trị đắt hơn. Như bên em hơn thì chủ trương của công ty là nếu mà nằm hơi lâu tí thì mình cứ giảm giá khi nào bán được thì sẽ thôi. Đấy, ok. Rất là thoải mái nha. Thuận mua vừa bán mà, chúng ta rất là thuận mua vừa bán. Nhưng mà phải hợp lý nha. Hai bên đều phải đồng đều chứ không phải là mình qua để ép xe giảm giá nhiều quá, bớt nhiều, không có gì gì. Tụi em thì tụi em mua bán mà. Được giá tụi em bán được thì thôi, anh chị em có thể là tham khảo mẫu xe khác cũng được ha. Đấy, mình muốn mong phải vui vẻ ha, không mua được nhưng mà muốn phải vui vẻ vậy, để làm cái thiện cảm với nhau. Ok, rồi chiếc xe này là Kia Cerato phiên bản là Luxury đời 2021 như vậy, màu xanh đá nha. Chạy được 60.000 nội thất màu kem. Chiếc này giá đang chào bán gì gần bằng con K3 Luxury luôn. Do là Cerato option nhiều hơn K3 Luxury nha. Chúng ta có bốn cảm biến trước luôn nè anh chị, như con Cerato, như con K3 Premium luôn. Mặc dù đây chỉ là bản Luxury thôi mà vẫn có là bốn cảm biến trước nha. Hai cái đèn bi nha, bi gầm nè, bi chiếu sáng nè. Đấy. Mà có thêm cửa sổ trời nữa mọi người. K3 là coi như là không có nha, K3 không có cảm biến trước nha. Đấy. Ghế da chỉnh điện nè. Chúng ta là chủ xe còn đã nâng cấp một cái màn hình Android cỡ lớn nha. Những chi tiết da nè anh chị. Đấy. Ok. Còn lại thì form của nó với là form K3 này cũng tương đối giống nhau. K3 Luxury thì không có cửa sổ trời nha mọi người, nhưng mà Cerato Luxury thì có.
Rồi đang lóc cửa này. Rồi. Chiếc Kama, chiếc Cerato đời 2021 bản 1.6 Luxury này đang chào bán với giá là 505 triệu nha. Và còn ra lọc cho anh chị em nào thì chỉ qua xem xe thực tế nha. Màu xanh đá rất là đẹp. Anh chị em đưa trước khoảng là hơn 200 triệu là nhận được xe nha. Ok. Tiếp theo em còn có một chiếc xe nữa là VinFast Lux A đời bay, bản bay đời 2021 nha. Màu xanh Luxury chạy mới có 30 mấy ngàn km, quên rồi. Con này là khung gầm của BMW 520 máy BMW luôn. Hộp số ZF nha. Coi như là hàng thương hiệu Việt Nam nhưng mà linh hồn là của BMW anh chị. Chạy mấy ba mấy ngàn thôi, rộng rãi cực kỳ nha, phân khúc E rất là dài, đòn dài gần dài bằng hơn cả Camry luôn. Bây giờ giá thì điểm lăn bánh mới đâu đó khoảng 900 mấy, nhưng mà bây giờ đang chào bán con này giá chỉ có là mới giảm giá luôn nha. 595 triệu giảm 30 triệu anh chị nha. Còn là 565 triệu cho anh chị em nào thiện chí xem xe nha. Rồi anh chị em nào mà có cần hỗ trợ trợ góp thì chiếc xe này không làm vay ngân hàng được nha mọi người. Ok, chiếc này chỉ mua tiền mặt thôi nha. Rồi. Tiếp theo thì trong này em vẫn đang có hai chiếc sedan nữa. Một chiếc xe nhỏ và một chiếc xe bự hơn. Trước mắt anh chị là chiếc xe là Mazda 2 phiên bản là Luxury sản xuất đời 2019 nha. Con này là nhập Thái Lan nguyên chiếc nè. Bản Luxury thì sẽ có là đèn LED và có LED ngày định vị nè, la răng phay, ghế da zin theo xe, ghế da pha nỉ zin theo xe nè, và có cruise control. Ok. Rồi. Chiếc này thì chạy được khoảng là 45.000 km nha. Và giá của chiếc xe này bên Hơn đang chào bán là 405 triệu nha mọi người, 405 triệu nha. Và anh chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 200 triệu là có thể nhận xe nè. Tiếp theo em còn có chiếc xe là Kia K3 đời 2022 bản GT nha, 2.5 GT bản cao cấp nhất luôn anh chị. Chạy mới có 13.000 km thôi. 13.000 km anh chị, quá mới luôn, quá xa mới luôn nha. Đây, nội thất màu đỏ anh chị, tem chưa lột hết đó này. Ghế không một vết nhăn. Đấy, phiên bản GT anh chị chạy mới có 13.000 km thôi. Đấy, có cửa sổ trời panorama luôn nha. Đấy, đây là dòng sedan duy nhất hiện tại nha. Ngày xưa là có Sonata, nhưng mà hiện tại thì chỉ có Kia K3 là có cửa sổ trời panorama nha anh chị. Và chiếc này thì điểm lăn bánh mới rơi vào 1.1 tỷ nha. Nhưng mà với chiếc xe đời 22 chạy mới có 13.000 km anh chị, giá em hơn đây chào bán anh chị là 825 triệu nha. Tính ra là rẻ hơn được có khoảng là 300 triệu anh chị, 300 triệu thôi. Ồ, nhiều có 300 triệu anh chị, giá xe quá là rẻ luôn. Thật sự mà chiếc xe này mà anh chị em nào còn chưa đắt nó thì em hơn cũng chẳng biết là như thế nào luôn mọi người. 825 triệu nha, đời 2022 mới chạy 13.000 km thôi. Ok, đưa trước đó cho em hơn tầm khoảng 350 triệu là nhận xe nha. Tiếp theo em vẫn có chiếc xe là Hyundai Tucson đời 2022 phiên bản là máy dầu đặc biệt, mới chạy được 32.000 km anh chị ha. Con này máy dầu đặc biệt là bản cao cấp nhất của Hyundai Tucson rồi. Nhớ thời điểm đời 2022 nó lăn bánh anh chị là giá niêm yết của nó là 1.045 tỷ, lăn bánh phải kèm lạc nữa nha, là rơi vào đâu đó là khoảng 1.2 tỷ mọi người, 1.2 tỷ với một chiếc xe 5 chỗ gầm cao nha. Đấy, mà bây giờ á là không nghĩ là chiếc xe này hiện tại nha, giá hiện tại giá niêm yết cũng giảm mà cái nhu cầu cũng giảm, thành ra cái giá trị xe giờ nó rất là rẻ thôi chị. Đời 2022 chỉ có 865 triệu thôi, là anh chị biết là chủ người mua đầu tiên chiếc xe này lỗ 350 triệu anh chị, mà mới có 2 năm chờ thôi nha, mà chạy được có 30.000 thôi anh chị. Mà con đặc biệt con này chạy rất là ngon nha, chạy cực kỳ ngon, chạy đầm chắc, ngon hơn CX-5 nha. Dám anh em nào mà gọi là fan của Mazda CX-5 thì xin bỏ qua cho em hơn nha, nhưng mà đó là sự thật anh chị. Tucson nó đi đầm hơn Mazda CX-5 nha. Đấy. Rồi con này máy dầu đó anh chị, 2.2 chạy càng nhanh, lực kéo càng tốt nha. Và giá hiện tại 865 triệu nha mọi người. Anh chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 350 triệu là nhận được xe nha. 350 triệu là nhận được xe. Đấy.
Ok. Thì em bên này nữa em Hân có 3 siêu phẩm anh chị. 3 siêu phẩm. À, đây là Ford Everest phiên bản Titanium đời 2022. À con này là đời 2022 nha. Phiên bản là Biturbo. Biturbo nha mọi người. Mà con này là bản một cầu thôi nhưng mà được trang bị động cơ là Biturbo. Do là đời 2022 là cái mẫu là mẫu cuối đời. Cuối đời của dòng xe này. Cuối đời của dòng xe này nên hãng đã trang bị luôn động cơ Biturbo cho phiên bản một cầu luôn anh chị ha. Đấy, chạy mới có 40 mấy ngàn km thôi. Đấy, và giá hiện tại của chiếc xe này là 1 tỷ 015 triệu nha mọi người. 1 tỷ 015 triệu. Rất là ngon nha, cực kỳ hiếm luôn anh chị. Dòng đời 2022 này, 21 vẫn là Turbo thôi nha, 2022 mới được là Biturbo. Và hộp số tự động 10 cấp nha anh chị. Ngon hơn cái phone mới rất là nhiều nha. Chỉ phone mới thì đẹp hơn thôi, nhưng mà hộp số và cái máy không bằng cái con này luôn. À, ok. Rồi 1 tỷ 015 triệu. Anh em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 350 triệu là nhận xe nha. Bên em có chiếc xe là Hyundai Palisade đời 2023 nha mọi người, đăng ký tháng 3 2024 luôn. Màu đỏ mận nha, rất là sang và đẹp anh chị. Màu phải nói là nó rất là sang và đẹp nha. Đấy, rất là to bản luôn. Đấy, gầm của chị em thì thấy này, nó mặc dù là cái gầm của nó là thấp hơn Ford Everest nha, nhưng mà về tổng thể là nó cao gần bằng Ford Everest luôn anh chị. Là cái form này là rất là bự. Con này là bản Palisade Exclusive bản 6 ghế ngồi nha. Một cầu 6 ghế ngồi. Nội thất màu đen nè mọi người. Đấy. Và mới chạy được có 12.000 km thôi. 12.000 km thôi anh chị. Trang bị là loa Infinity nha, bao hay rồi. Mà còn máy dầu nó khỏe nè, tiết kiệm nhiên liệu nè. Đấy, anh chị em nào mà hay đi xa ha, đi giao thiệp đồ, đi làm ăn kinh tế, lấy con này là rất là ok luôn. Giá hãng là 1 tỷ lăn bánh niêm yết là khoảng 1 tỷ 6 ha. Nhưng mà bây giờ chiếc xe này là em Hân đang chào bán với anh chị giá là 1 tỷ 420 triệu nha. 1 tỷ 420 triệu thôi, sang tên trong đó nằm khoảng là hơn 20 triệu thôi là về xong xuôi hết rồi. Và chiếc xe này chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 500 triệu là nhận xe nha. 500 triệu là nhận xe. Chiếc Carnival Signature đời 2023 này thì em Hân đã bán rồi nha. Đã bán rồi, nhận cọc khách làm băng nha anh chị. Ok, theo mình đi qua đây. Đây một chiếc xe đặc biệt gọi là kỷ niệm anh chị. Chiếc xe này thì chủ anh chủ lái từ Tây Ninh anh chị, bỏ hành lý giấy tờ trên xe hết, chạy xuống Sài Gòn kiếm đúng một con xe đẹp là vào ký giấy luôn, đổi xe luôn anh chị, chạy về Tây Ninh luôn. Đấy, con này là Mitsubishi Outlander đời 2022, mới chạy được 25.000 km thôi, màu nâu nha. Con này thì nó có bản CVT đời 2022 là full mới, nó có camera 360 luôn nhìn chị ha. Nó có camera 360 nè. Ghế tài, ghế phụ đều chỉnh điện cả. Đấy. Vẫn có phanh tay điện tử đồ ha, ghế anh chị không một nếp nhăn nha. Vô lăng cực kỳ đẹp, nó lại số thể thao luôn. Lại số thể thao nè. Đấy, phanh tay điện tử thì đủ hết nha. Đấy mà còn thơm mùi mới anh chị, còn thơm mùi mới luôn nha. Rồi, chiếc này đang chào bán với giá là 715 triệu nha. 715 triệu. Và anh chị em đôi trước đâu đó tầm khoảng là 300 triệu là nhận xe nha. 300 triệu là nhận được xe. Ok, tiếp theo em Hưng là có chiếc xe là Kia Sorento phiên bản là Signature 6 ghế ngồi chị, máy dầu luôn nha. Đấy, thì ở phiên bản Santa Fe thì nó không có 6 ghế, không có phiên bản 6 ghế gì, phải lên Palisade nó có 6 ghế. Nhưng mà còn anh chị em nào tầm tiền, Sorento 6 ghế ngồi rất là rộng rãi nha, dành cho anh chị em nào mà thích sự rộng rãi mà không muốn nó quá là to như Sedona hoặc Carnival.
Thì tham khảo qua xe Kia Sorento phiên bản 6 ghế ngồi nha mọi người. Đây, xe này mới chạy được có 26.000 km thôi. Thì do là chủ xe là nữ anh chị, chị chồng người Hàn Quốc mua xe để cho chị đưa đón con ở quận 7 thôi nha. Hộ khẩu thì ở Bình Định nhưng mà xe sống ở quận 7. Thì anh chị mua xe em Hân cứ yên tâm ha. Xe em Hân thì bao rút một sơ gốc cho anh chị em rồi, chị em không vấn đề gì cả nha. Pháp lý sang tên rõ ràng. À, ok. Rồi, con này em Hân đang chào bán với giá là 985 triệu anh chị. Thời điểm lăn bánh mới của chiếc xe này là 1 tỷ 400 triệu nha. 1 tỷ 400 triệu anh chị, mà bây giờ chỉ còn là 985 triệu thôi, mới chạy có 26.000 km thôi. Máy dầu mà rất là êm nha mọi người. Rồi, anh chị em nào quan tâm mẫu xe này liên hệ em Hân, trả trước đâu đó tầm khoảng là 400 triệu là có thể nhận xe nha. Thì em Hân có chiếc xe là Kia Sonet phiên bản premium cao cấp đời 2022 anh chị. Chiếc này là nhà phân khúc nhỏ hơn xe tốt tí, nhưng mà được cái động cơ và kích thước thì cũng tương đối là ngắn hơn nhỏ hơn xe tốt tí thôi, không vấn đề cả nha. Nhưng mà giá mức quan trọng là mức giá anh chị, rẻ hơn xe tốt cùng phân khúc đến 100 triệu nha. Thì chiếc xe này bên em Hân đang chào bán với giá chỉ có 565 triệu anh chị, 565 triệu nha. Kia Sonet phiên bản premium đời 2022 mới chạy được có 22.000 km luôn, rất là mới nha. Chủ xe còn đã nâng cấp bằng bộ chiếu sáng nè, đèn bi cầu bi gầm anh chị ha, và bộ nội thất ghế da gì mới tinh, căng nét này nẹt luôn đấy. Rồi, đặc biệt thì tem tiếng này chưa lột hết đó mọi người, tem còn chưa lột nữa nè đấy, bao nhiêu lồng ha. Ok, 565 triệu và anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là đưa trước đâu đó tầm khoảng là 200, khoảng 200, hơn 200 triệu tí là có thể nhận xe nha. Hơn 200 là có thể nhận xe. Tiếp theo là em Hưng xin giới thiệu anh chị em một chiếc xe SUV đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản nha. Giá con này thì rất là mềm anh chị, rất là cạnh tranh luôn nha. Đây là chiếc Mazda CX-8 phiên bản premium cao cấp một cầu nha anh chị, đời 2020, odo thì hơi nhiều tí là 92.000 km nha, nhưng mà lịch sử bảo dưỡng hàng định kỳ, xe nổ cực kỳ êm nha mọi người. Và chiếc xe này là màu đen nha, có trang bị là Mazda Accent nè, có cảm biến trước, có cảnh báo lịch làng và nội thất da nắp 3 và 13 labu nha, cực kỳ gọi là đẳng cấp luôn. Chiếc xe này thì bên em Hưng đang chào bán với mức giá là 768 triệu nha anh chị em. Đang chào bằng một chiếc Mazda CX-5 Premium thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ được luôn cả là Mazda CX-8 nha. Mazda CX-8 luôn, bản cao cấp luôn anh chị em. Đây, có radar ha, bấm đuôi đồ. Đấy, cảnh báo lịch làng này. Labu nha. Ok chưa? Dòng này thì chạy cực kỳ đầm chắc nha. Em Hưng rất thích là mẫu này luôn anh chị, rất thích mẫu này nha. Và thứ nhất là cái dòng Mazda này nó thay đổi mẫu nha anh chị, thành ra do đó là chị em nào mà có gọi là cái tính chung thủy đó, tính chung thủy mà thích sử dụng lâu dài á nha, thì thăm đi con Mazda này là rất là ngon, option đầy đủ nha, đẳng cấp mà bảo dưỡng cực kỳ lành luôn. Đấy, rồi xin nhắc lại là 768 triệu và anh chị em đưa trước tầm khoảng đâu đó là 300, khoảng hơn 300 triệu là nhận được xe nha, hơn 300 triệu được xe luôn. Do giá mềm thành ra là phần tiền đưa trước mình ngân hàng cho vay cao theo đời xe, mà cái giá mình bán mềm thành ra là phần tiền đưa trước anh chị cũng thấp nha. Thế em Hưng có chiếc xe Kia Sorento nữa, phiên bản là Signature máy dầu đời 2022, cũng là phiên bản 6 ghế luôn chị ha, nó cũng giống chiếc 2021 rồi nha, cũng là phiên bản 6 ghế luôn. Chiếc này chạy được 4.000 km và mức giá anh chị rất là mềm nha, 1 tỷ 018 triệu vậy ha. Con này em Hưng hôm trước chào là 1 tỷ 035 triệu, nhưng mà hôm nay là 1 tỷ 018 triệu thôi anh chị em. Nếu như anh chị em mà có tham khảo qua chiếc Kia Sorento phiên bản Signature dầu 6 ghế này nha, hiện tại nếu như thị trường đời 2022 đang chào bán đâu đó là quanh gần 1 tỷ 1 anh chị, nhưng mà chiếc này em Hưng chào bán với anh chị 1 tỷ 018 triệu thôi nha, bao cho anh chị keo chỉ zin luôn, bao cho anh chị em là keo chỉ zin nha. Nội thất cực kỳ đẹp luôn. Cơ bản là chiếc xe này là hiện tại là giá xe đã lên giá gì, đã lên giá rồi, do là anh chị em là chờ 1 tháng 8 đó. Nhưng mà bây giờ đó là
mình mua được xe giá rẻ thì mình vẫn để lại khách hàng cái mức giá hợp lý thôi ha, mức giá hợp lý thôi. Nói chung là cũng không thiệt người bán mà cũng không thiệt người mua ha, không thiệt chủ cũ anh chị ha. Đấy, xe cộ là nó tùy theo thời điểm, tùy theo tình hình kinh tế đó nha. Do đây là một cái, gọi là một cái tiêu sản mà giá trị cao ha, và tính thanh khoản nó cũng khá là nhanh. Đấy, rồi như cái xe này anh chị em, thời điểm lăn bánh mới là 1.4 tỷ anh chị, mà chạy 2 năm thôi mà bây giờ chỉ còn có 1 tỷ, hơn 1 tỷ thôi, rất là hợp lý nha, phù hợp kinh tế cho anh chị em luôn. Con này máy dầu đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ từ 6 lít cho đến 9 lít 100 km dầu thôi, lít dầu 100 km thôi. Đấy ha, ok, anh chị em đưa trước tầm khoảng là 350 đến 400 triệu là có thể nhận xe luôn. Tiếp theo em Hưng cũng chiếc một chiếc xe là Volvo XC60 đời 2017 nhập Thụy Điển nha, XC90 xin lỗi anh chị em. Volvo XC90 đời 2017 nha, màu xám lông chuột, nội thất màu nâu da bò. Rất là đẹp nha. Đây. Ok chưa? Con này là nhập chính ngạch là từ Thụy Điển luôn đó anh chị ha, sử dụng loa Power Wilkin nè, nghe cực kỳ hay rồi, giá mềm lắm anh chị ạ, mềm lắm. Con này bên em Hưng đang chào bán là 1 tỷ 700 triệu nha, 1 tỷ 750 triệu, xin lỗi, 1 tỷ 750 triệu thôi. Chiếc này hiện giờ trên thị trường đang chào bán lên quanh đâu đó là khoảng là 1 tỷ 9 đến 2 tỷ nha. Con này em Hưng chào anh chị 1 tỷ 700 triệu thôi, 750 triệu, và vẫn có chế độ bảo hành là 3 tháng hoặc là 5.000 km nha anh chị. Xe qua sử dụng thì anh chị em yên tâm, chỉ cần 1 tháng 2 tháng thôi đã lòi bệnh ra ngay. Em Hưng bảo hành cho anh chị là 3 tháng 5.000 km để anh chị em yên tâm trải nghiệm nha. Đấy, xe này thì 27 thì cũng còn vay, em Hưng vẫn có thể hỗ trợ anh chị em là một sơ vay nha, nhưng mà thời gian thì nó hơi vay, thời gian ngay thời gian trả thì nó hơi ngắn tí. Tiếp theo là em Hưng có xe là Ford Everest phiên bản là Titanium đời 2020. Chạy đúng 47.000 km anh chị ha, phiên bản một cầu màu đỏ mận anh chị, rất là đẹp. Này, chạy đúng 47.000 là đúng xe lướt luôn đó, 47.000 mà đi 4 năm, mỗi năm đi đâu đó khoảng được hơn 10.000 thôi. Đấy, ok, chiếc này em Hưng đang chào bán với giá là 895 triệu nha anh chị em, 895 triệu, anh chị em đưa trước tầm khoảng là 350 tới 400 triệu là những xe. Tiếp theo là em Hưng có chiếc xe là Range Rover HSE 3.0 sản xuất đời 2015, chạy đúng 100.000 km chuẩn, rất là đẹp nha, máy xăng nên gì. Đấy, xe là không lỗi lầm nhỏ luôn nha, máy móc êm ái, phục gầm bệ đồ ha, phục phèo là rất là ok nha. Con này sử dụng là phục hơi, có thể nâng hạ gầm nha anh chị em, bệ bước đồ nha, nội thất gia dinh nguyên bản luôn. Con này đang chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu nha, anh chị em nào quan tâm liên hệ em Hưng. Range Rover HSE 3.0 nha anh chị, chạy sướng lắm, ghiền luôn. Ok rồi, bên đây em có chiếc Kia Carnival phiên bản là Signature máy dầu đời 2022 màu nâu đất, rất là đẹp anh chị, chạy đúng 22.000 km thôi. Đây là gọi là chuyên cơ mặt đất nha, với hai ghế limousine ở giữa, với hai ghế limousine giữa bao anh chị là chạy xuyên Việt luôn nha. Và máy dầu thì rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị, cũng chỉ con này động cơ chung với lại Hyundai Santa Fe, Kia Sorento nha anh chị em, là chỉ sử dụng đâu đó là tầm khoảng 6 cho đến 9 lít dầu 100 km thôi, và có trang bị labu ha. Đấy, và gói an toàn chủ động anh chị em nha. Rồi, chiếc xe này thì bên em Hưng đang chào bán với mức giá là đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu nha anh chị em, 1 tỷ 325 triệu. Hiện tại anh chị em lăn bánh mẫu xe này sẽ rơi vào khoảng là 1 tỷ 6 ha, 1 tỷ 6 anh chị nha. Còn trước đó là lăn bánh là gần 1 tỷ 7 nha, bây giờ hãng giảm giá rồi lăn bánh là còn gần 1 tỷ 6 nha, với bản Signature cao cấp có cửa sổ trời. Bây giờ đời 2024 thì hãng cũng mới ra một cái mẫu là không có cửa sổ trời nha, và cắt thêm vài option nữa. Signature nhưng mà không có cửa sổ trời, bản thiếu. Còn Signature này bản đủ nha, hai cửa sổ trời, labo ha, gói an toàn chủ động. Giá đang chào bán 1 tỷ 325 triệu. Đem hơn là một mẫu xe SUV máy xăng cực kỳ mà rất là đẹp nha.
chạy rất là ngon anh chị nha. Trước mắt anh chị em là Nissan Terra 2.5 bản E số tự động nha anh chị. Đấy, máy xăng chạy đúng 55.000 km thôi, sản xuất đời 2019, nhập Thái Lan nguyên chiếc nha mọi người. Chiếc này là cùng phân khúc với lại Toyota Fortuner, nhưng mà hiện tại nếu như tầm mức giá là lanh quanh nó khoảng hơn 650 tí. Con này em hơn đang chào bán là 665 triệu. Thì nếu mà anh chị em lựa chọn Fortuner thì anh chị em chỉ lấy được mẫu là đời 2016 hoặc là 2017 anh chị ha, phun mới. Đấy, tùy chất xe nha. Nhưng mà nếu mà tầm 600 mấy mà 2017 thì xe nó phải là nó xấu lắm anh chị. Thật sự là nói vậy luôn đó. Con này thì km chuẩn nè, 55.000 km, sản xuất 2019, xương zin quanh xe nha anh chị. Ok, 665 triệu nha, và em Hưng hỗ trợ trả góp ngân hàng, anh chị em đưa trước đâu đó tầm khoảng là 300 triệu là lấy xe ha. Còn bên kia thì chiếc Carnival thì đưa trước khoảng 500 triệu là nhận xe nha. Em Hưng có một chiếc xe bán tải Toyota hai lúc đời 2019 nha, nhập Thái Lan, chạy chuẩn là 64.000 km luôn anh chị, rất là đẹp nha. Con này là máy xăng đây, nói bản E số tự động nha anh chị, máy dầu có la lên nắp thùng sâu rồi. Chiếc này chạy rất là khỏe, vì hút khí tự nhiên nha. Nó có turbo á, bán tải hai lúc là nó có turbo, rất là khỏe nha. Chạy cực kỳ mà gọi là ngon luôn. Và con này nó ít kén nhiên liệu ha, nhưng ít kén nhiên liệu hơn là thằng Ranger Ford, hàng Ford. Đấy, thành ra anh chị em nào nếu mà kiểu như nồi đồng khối đá ít là chăm lo thì lấy hai lúc đi nha, mày cũng cực kỳ giữ giá luôn. Chiếc này em Hưng đang chào bán với anh chị với giá rất là tốt nha, 585 triệu nha anh chị, đời 2019 nha. Đấy, rất là đẹp, nước sơn zin quanh xe ha. Đấy, 585 triệu nha, nhìn qua ngoại thất nó một cái. Đây, rất là đẹp anh chị ạ. Ok, rồi, con này anh chị em đưa trước tầm khoảng đâu đó là 250 là có thể lấy xe nha. Đưa trước 250 là có thể nhận xe. Rồi, tiếp theo là em Hưng giới thiệu anh chị em một chiếc xe Toyota Camry nữa. Toyota Camry sản xuất đời 2021, bản 2.5Q số tự động nha anh chị. Bản cao cấp luôn, giống như cái con màu đen hất kem á, thì con này là màu đen nội thất đen, và đời 2021, chạy 31.000 km thôi, đã lên khoảng 50 triệu tiền đồ chơi nè, camera 360, màn hình chích tết, dán phim rồi lót sàn đủ hết nha anh chị, rất là đẹp nha. Con này em Hưng đang chào bán với mức giá là mới giảm 15 triệu thì 1 tỷ 35 triệu, thì bây giờ em Hưng giảm còn 1 tỷ 20 triệu cho anh chị em nha, đưa trước khoảng 400 triệu là nhận xe. Tiếp theo em Hưng có chiếc xe là Toyota Hilux, cũng là Hilux luôn chị, và đời 2020 nha. Con này thì chạy mới có ba mấy ngàn km thôi, rất là mới luôn. Con này giá cao hơn tí, con này giá là 625 triệu nha anh chị em, xe siêu lướt 625 triệu. Tiếp theo là Bentley Continental Sprint Pure, đời 2010, đời 2010 đúng không nhỉ, đời 2008 xin lỗi anh chị, đời 2008 nha, nhưng mà con này đăng ký lần đầu là 2011. Bentley Flying Boar, con này bên em Hưng đang chào bán với mức giá, con này là đúng là giảm 1 tỷ luôn anh chị, giảm hơn 1 tỷ luôn. Năm ngoái chào 1 tỷ 2 tỷ 150 triệu, bây giờ còn là 1 tỷ 200 triệu nha anh chị, 1 tỷ 200 triệu thôi. Một chiếc xe đẳng cấp nha, máy 6.6 mà 10 12 máy 6 chấm nha anh chị, sản sinh công suất là 500 ngựa nha, chạy cực kỳ ngon luôn. Anh chị em nào quan tâm liên hệ thôi nha, giá cực kỳ tốt. Rồi, ok, đó là tất cả những mẫu xe đang bày bán tại siêu thị ô tô Hà Nội ha. Thì này, clip này em Hưng phải quay nhiều lượng chị, do là cũng trong quá trình quay có khách khứa rồi điện thoại xử lý hồ sơ đồ nha. Ok, rồi anh chị em nào mà tư vấn về xe, tư vấn về ngân hàng thì liên hệ Hưng số like bên dưới, cảm ơn sẽ hỗ trợ tư vấn về xe và ngân hàng cho anh chị em nha. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video, và đừng quên cho em xin được một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về em Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nha.